Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Báo cáo với các thượng đế, bây giờ là 18 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2023. Trân trọng kính mời các thượng đế Thẩm Văn Âm, Mỹ Đài Sony, Comodian CFS 1035. CFS 1035 SC. Thì Mỹ Đài này thì do nông dân cân vân chỉnh, bởi vậy chất âm nó cũng chưa được ưng cái lỗ tai cho lắm. Tha thiết mong các thượng đế 63 tỉnh thành để lại những ý kiến quý báu để lão nông ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm của mình lên. Trân trọng cảm ơn. Chưa đau thương nên nàng chưa đi thôi.
Mỹ đài này tính năng auto gì? Thôi thôi buồn ngủ lắm. Thôi xin phép dừng video ở đây để lắp nó vào thôi. Video sau thì sẽ test tổng thể. Mỹ đài này mình cung cấp với một mức thóc là 1.050.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Và cũng xin trân trọng cảm ơn một người thượng đế ở thủ đô Hà Nội. Ngài đã Trần Văn Chốt và chốt thêm hai cuốn băng cassette loại băng cũ tổ của các loại băng, đó là băng Maxen UD2 như thế này, 100.000 đồng một cuốn. Ngài chốt thêm hai cuốn nữa, ngài đã chuyển thóc cho mình rồi. Ngày mai buổi tối ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ có hai cái video test mỹ đài này, ngày mai thì sẽ gửi cho ngài. Trân trọng cảm ơn ngài, trân trọng cảm ơn các thượng đế 63 tỉnh thành. Chào thân ái, merci, merci beaucoup.